Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Sen Đá Con Tum. Sau đây mình và các bạn sẽ cùng đi mua sen đá nhé. Mình sẽ tham khảo trên các cái trang web cũng như các cái chợ bán sen đá xem là cái chỗ nào bán tiện lợi, hợp lý và giá rẻ để cho các bạn tiện mua hoa. Thứ nhất thì mình khuyên các bạn là khi các bạn mà mua hoa thì các bạn nên chọn cái chỗ nào mà họ bán ở gần các bạn nhất. Thứ nhất là tiền ship nó rẻ hơn. Thứ hai là vận chuyển gần thì sen đá của các bạn nó đỡ bị hư hơn. Nhiều bạn khi mà mua sen đá về chưa kịp làm gì, sau khoảng một tuần thì thấy lá rụng, sen đá chết và không biết tại sao. Cái này thì do trong quá trình vận chuyển ấy, nó rất là xa. Khi mà vận chuyển khoảng một buổi hay một ngày ấy, thì cái cây sen đá họ đóng gói, họ để trong xe khách thì nó đã bị sốc nhiệt từ quá trình vận chuyển đó rồi. Cho nên là các bạn mua hoa càng gần thì càng tốt. Mình sẽ tìm mua sen đá. Mình sẽ tham khảo các cái shop trên đây xem thế nào. Đầu tiên, shop cây sinh. Đầu tiên thì mình sẽ xem cái địa chỉ của nó trước nhé. Tại vì không phải là shop nào cũng ship toàn quốc đâu các bạn. Đây không thấy ghi địa chỉ gì cả. Ở dưới đây cũng không thấy. Để mình xem các cái bình luận ở dưới đây. Đây, shop có giao ở tỉnh Tiền Giang không? Đây các bạn xem câu trả lời này. Shop em chỉ ship ngoài Bắc thôi ạ. Cái shop này thì mình nghĩ nó nằm ở Hà Nội và nó chỉ ship ở khu vực miền Bắc thôi. Cho nên là các bạn nào ở khu vực miền Bắc thì các bạn có thể ghé qua cái shop này mua. Giá thì ở đây mình thấy trên đây giá nó rất là rẻ. Nhưng mà các bạn đừng có nhìn thấy theo cái giá này. Để mình vào mình xem. Sen đá. Cái này là cây cánh bướm. À, ngọc bích. Cái cây này là cây thạch bích nha các bạn. Mình cái shop này có vẻ làm ăn không chuyên nghiệp cho lắm. Cái cây này là cây sen đá cúc, mà cái shop này nó lại ghi là sen đá bắp cải. Còn cái cây này là sen đá xà lách thì nó lại ghi là sen đá bắp cải tím. Thôi tốt nhất là các bạn không nên mua ở cái shop này. Cái shop thứ hai đó là cây và hoa. Cái shop này thì nằm ở Hà Nội. Theo mình nghĩ thì cái shop này sẽ ship trên cả nước. Ở đây cây sen đá viền hồng này thì nó có giá là 65.000. Nếu như mà cái cây này mà chưa tính chậu mà sai trung thì giá 65.000 là cũng là hơi đắt. Đấy là chưa kể tiền ship nữa. Cái cây thạch bích cánh bướm, cái cây này thường thường thì mình bán rất là rẻ. Ở đây nó bán tận 90.000. Thì cái này là quá đắt. Tứ phương 50.000 đá vàng. Cái shop này thì nó bán hàng hơi bị đắt, cho nên là các bạn theo mình thì các bạn không nên mua hoa đây. Cái shop tiếp theo đó là web cây cảnh. Ở đây mình thấy có số điện thoại hotline ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái shop này theo mình nghĩ thì nó bán trên cả nước và nó có chi nhánh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây, chi nhánh ở Hà Nội, còn đây là chi nhánh ở Hồ Chí Minh. Để mình xem giá của nó như thế nào. Cái shop này nó rất là chuyên nghiệp và chi tiết. Loại 1 đó là cây sen đá nhỏ kích cỡ từ 3 đến 5. Các bạn mua hoa thì các bạn nên lưu ý này. Khi mà người ta để size nhỏ, tức là kích thước của nó từ 3-5cm. Size trung là từ 5-8cm. Còn sen đá to thì từ 8-20cm. Cho nên là khi các bạn mua hoa thì các bạn lưu ý. Cái ảnh mà khi người ta chụp lên thì mình không thể đoán được nó là size nhỏ, size to như thế nào được. Thì các bạn cứ thấy người ta bảo size nhỏ là kích thước của nó như này. Size to kích thước như này. Ở đây size nhỏ giá từ 10 đến 15 ngàn, theo mình là rẻ. Size trung là từ 40 ngàn tới 50 ngàn là cũng tương đối hợp lý. Cái này là đã bao cả chậu. Cái này theo mình nghĩ là cũng giá rẻ. Mình xem cái loại lớn. Từ 80 ngàn tới 90, tới 100 ngàn. Bao gồm cả chậu sứ. Thì theo như mình thấy thì cái shop này làm ăn rất chuyên nghiệp, có chi nhánh ở Con Tum, có chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giá cả thì cũng rất là hợp lý. Nếu mà cái này bao gồm cả chậu mà khoảng 40.000, cây chuỗi ngọc đứng này thì theo mình nghĩ là rẻ. Nhím đen. Cái cây này thì hơi đắt. Ở đây nó bán 50.000 cũng bình thường. Vậy thì bạn nào mà ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội thì có thể là mua tại cái trang web này. Các bạn nếu mà gần thì các bạn có thể tới cái địa chỉ của người ta
Các bạn tới tận shop các bạn mua thì các bạn sẽ lựa chọn cây nó dễ hơn. Còn những bạn nào mà không phải ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội thì các bạn trước hết là các bạn cứ gọi điện. Có số điện thoại đấy, các bạn cứ gọi điện. Các bạn hỏi xem là cái shop nó ship hàng như nào và giá ship như thế nào. Đây là báo rồi. Cây sinh này lúc nãy xem rồi. Ở đây sen đỏ và Shopee cũng bán sen đá. Cái này thì xíu nữa mình sẽ xem sau. Yêu cây. Hiện tại shop có chính sách bán lẻ và bán sỉ. Hướng dẫn mua sỉ tại yêucay.vn. Ở đây mình thấy nó đề là sen đá Hà Nội. Theo mình nghĩ thì cái shop này thì ở Hà Nội. Đặt mua sen đá xương rồng qua Shopee. Bước 1, bước 2 qua. Cái này thì nó hơi lằng nhằng. Mua sen đá thôi mà đâu phải theo các bước như này. Mất rất là mất thời gian. Chưa biết là cái shop này sen đá đẹp hay là giá như nào, nhưng mà theo mình nghĩ thì cái cách làm việc của cái shop này nó hơi là bị mất thời gian cho khách hàng. Cho nên là tốt nhất các bạn đừng có mua ở shop này. Siêu thị cây sảnh, cây cảnh.vn, siêu thị cây xanh.vn. Cái này cũng là ở Hà Nội nữa các bạn. Các bạn mà muốn biết họ có bán sỉ ở xa không thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho họ nhé. Cái shop này thì nó chuyên về bên cây xanh, tức là các cái loại cây cảnh. Nhưng theo mình thấy thì nó không chuyên về bên sen đá. Cho nên là tốt nhất là các bạn cũng không nên mua ở cái shop này. Bây giờ thì mình sẽ xem ở trên sen đỏ. Mình thì mình chưa mua sen đá online bao giờ cả. Tại vì mình bán hàng nên là mình mua sỉ ở tại vườn Đà Lạt. Cái chợ sen đỏ này thì mình mua hàng trên đây rất là nhiều rồi. Và mình thấy họ làm ăn cũng rất là chuyên nghiệp và uy tín. Ship hàng cũng rất là nhanh. Giá thì cũng không có đắt lắm. Để xem họ bán sen đá ở trên đây giá thế nào nhé. Sen đá viền đỏ 25 ngàn. 25 ngàn thì theo mình thấy thì giá rất là hợp lý. Tại vì cái cây sen đá viền đỏ này thì nếu như mình bán thì mình bán lẻ cũng là khoảng 25 ngàn một cây. Tuy nhiên là khi mà các bạn mua thì các bạn nên mua nhiều. Thì nó đỡ tiền ship hơn. Sen cúc 15 ngàn. Hồng sao 25 ngàn. Cái này họ đang có chương trình giảm giá 20% này. Nhìn sơ qua thì mình thấy giá nó rất là rẻ. Tuy nhiên thì các bạn nên mua ở đây. Tuy nhiên thì các bạn đừng có mua lẻ một cây, rất là tốn tiền ship. Các bạn mua một cây khoảng 50 ngàn thì ít nhất là tiền ship của các bạn cũng phải 30 ngàn rồi. Cho nên là nếu các bạn mua trên đây thì tốt nhất các bạn mua cỡ 5 cây trở lên. Ví dụ như các bạn mua những cái cây sen đá size nhỏ, những cái cây phổ thông thôi, giá 25 ngàn một cây thì 4 cây, các bạn mua 4 cây là 100. Thêm khoảng 30 ngàn tiền ship nữa là 130 ngàn. Thì các bạn được 4 cây sen đá. Nói chung là các bạn khi các bạn mua hoa ở trên các cái shop như này thì các bạn phải chịu thiệt ở cái chỗ tiền ship rồi. Chứ còn tiền ship nó hơi cao. Thì đó là trên sen đỏ. Mình sẽ xuống Shopee mình xem nhé. Sen đá viền hồng 20 ngàn. Combo sen đá. Nhìn chung thì giá trên đây cũng được. Nói chung là theo mình thấy thì cũng ngang với là bên sen đỏ. Nhưng mà khi mà các bạn mua hoa thì các bạn là các cái shop như này thì nó cập nhật giá rất là chậm. Và khi mà mình nhìn thấy giá như này thôi, nhưng mà có thể là khi các bạn mua thì nó đã thay đổi giá. Cho nên là khi các bạn mua thì tốt nhất là các bạn gọi điện hỏi trực tiếp tới số điện thoại hotline của cái shop đấy. Trước đây thì cũng có một bạn khán giả đã mua một cái combo sen đá ở trên Shopee này rồi. Và theo mình thấy thì cũng giá rất là tương đối rẻ. Cho nên là khi các bạn mua hoa thì các bạn mua hẳn một cái combo. Như ở đây combo 36 cây khác loại thì có 300 ngàn thôi. Mình thấy như vậy là rẻ đấy. Vậy thì vừa rồi thì mình có lướt qua các cái shop sen đá thì theo mình thấy. Thứ nhất là nếu mà các bạn ở Hà Nội thì các bạn vào cho mình các cái shop như lúc nãy có chi nhánh ở Hà Nội ấy. Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy. Còn những bạn nào mà không phải ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì tốt nhất là các bạn mua ở trên cái chợ sen đá và sen đỏ này này. Và khi mua thì tốt nhất là các bạn mua theo combo của nó thì sẽ rẻ. Thì đó là về các cái shop. Còn một cách mua hoa nữa mà theo mình thấy thì các bạn ít biết, đó là mua hoa trên Facebook. Hiện tại thì đa số là người ta bán trên Facebook nhiều hơn trang web. Tại vì khi mà thiết kế một cái trang web thì nó phải tốn tiền và phải chuyên nghiệp thì mới làm được trang web. Còn bán hàng trên Facebook thì nó đơn giản hơn nhiều. Các bạn ở đâu thì các bạn search ở đấy. Chẳng hạn như mình sẽ thử nhá. Sen đá Quảng Nam. Các cái Facebook mà có từ hội này thì
các bạn có thể vào đây và các bạn tham gia để học hỏi. Và nếu các bạn mua hoa thì các bạn có thể hỏi. Chứ còn riêng những cái hội này thì họ không bán. Vườn nhà nấm Xương Rồng Sen Đá, Xương Rồng Quảng Nam, Sen Đá Hội An. Mình được biết là ở Quảng Nam có một cái shop sen đá ở Tam Kỳ. Mình sẽ vào đây thử xem. Các bạn cứ để ý khi mà cái shop họ bán sen đá mà họ đã tạo thành một cái trang Facebook chuyên về bán hàng ấy, thì chắc chắn là cái shop đó họ bán hàng rất là chuyên nghiệp. Chẳng hạn như đây mình vừa vào đây, thì đây là một cái trang bán hàng. Khi mà mình vừa mới vào thì nó sẽ hiện một cái tin nhắn tự động lên cho mình gửi tin nhắn tới. Ở đây nó có số điện thoại, thường thường là có địa chỉ, nhưng mà ở cái shop này thì không không có hiện địa chỉ lên. À đây đây các bạn, nó có hiện địa chỉ lên này. Mình sẽ vào xem ảnh thử xem trên đây họ có báo giá không. Cái shop này thì nó chuyên về theo mình thấy nó chuyên về xương rồng nhiều. Nếu như mà thật sự mà nó bán hàng theo những cái ảnh trên đây thì nó rất là đẹp. Cái cây này thì có tình trạng thiếu nắng này. Nếu mà nó đủ nắng thì nó sẽ đẹp như thế này. Cơ bản thì cái shop này nó bán hàng cũng rất là phong phú và chuyên nghiệp. Đó, thì bạn nào mà ở Quảng Nam thì bạn cứ vào cái shop này bạn mua hoa. Mình sẽ thử một cái ở dưới miền Tây thôi nhé. Sen Đá An Giang. Tại vì khán giả trên YouTube thì rất là nhiều người hỏi về mua sen đá ở An Giang. Mình sẽ thử vào cái này xem. Đây chỉ là một cái trang Facebook cá nhân thôi. Nhìn sơ qua thì các cái cây sen đá của cái shop này thì không được đẹp lắm. Đơn giản là cái cây chuỗi ngọc đứng này. Cái cây chuỗi ngọc đứng này thiếu nắng nó sẽ bị như này. Nếu mà đầy đủ nắng thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng mà chụp lên thì thấy cũng sen đá cũng khá là phong phú đa dạng. Có cả xương rồng nữa. Tuy nhiên thì cái shop này theo mình nghĩ thì nó không có vườn. Họ chỉ để ở trong nhà cho nên là sen đá họ không được đẹp cho lắm. Cũng không thấy có ai mua cả. Thì đó là cái cách mà mua sen đá ở gần chỗ các bạn nhất. Thì các bạn cứ lên trên Facebook các bạn search. Hầu hết tất cả các bạn nào bán sen đá online thì họ đều bán ở trên Facebook. Cho nên là các bạn cứ lên Facebook các bạn mua. Rồi cái thứ hai nữa là mình sẽ tư vấn cho các bạn một số các cái shop mà theo mình thấy nó rất là chuyên nghiệp. Thứ nhất là Toronto ở Hà Nội nhé. Mình sẽ không vào đâu, mình chỉ cho các bạn để các bạn vào thôi, khỏi mất thời gian. Thứ nhất là đây, các bạn nhìn thấy cái hình ảnh này, cây cảnh mini Toronto Garden này. Cái shop này ở Hà Nội rất là chuyên nghiệp. Thứ hai là La Forêt. Đây, cái shop này cũng là shop sen đá ở Hà Nội, rất là chuyên nghiệp. Cái shop này thì nó chuyên về tiểu cảnh nhiều hơn, rất là đẹp. Mình sẽ đi từ Bắc vào ở Hà Nội còn có một cái shop sen đá nữa. Cho các bạn nào mà muốn mua sen đá giá rẻ nhé, các bạn search vườn sen đá sinh viên Hà Nội. Đây là các bạn vườn hoa sinh viên, mình xem nó địa chỉ nằm ở Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Đây các bạn nào mà mua sen đá giá rẻ thì các bạn cứ vào cái shop sen đá này nhé. Ở đây thì nó sen đá mình thấy nó rất là đa dạng, có cả xương rồng nữa, rất là nhiều và giá nó rất là rẻ. Cái này thì cái shop này thì cũng được lên trên VTV3 nên rất uy tín. Đi ngược vào trong thì có sen đá Thanh Hóa, một cái shop mà mình thường xuyên chia sẻ lên trên cái kênh YouTube của mình. Đây cũng là một cái trang bán sen đá chuyên nghiệp này. Ở đây nó có địa chỉ đây, có số điện thoại. Bạn nào mà mua hoa thì cứ liên hệ này. Ở Thanh Hóa thì còn có một số shop nữa, thì cái này các bạn tự tìm nhé. Xuống dưới nữa là có sen đá Đà Nẵng. Đà Nẵng thì các bạn search Quy Garden nhé. Đây là một cái shop sen đá khá chuyên nghiệp ở Đà Nẵng. Đây nó có cả địa chỉ. Rồi Đồng Nai có Mộc Mộc Sum Garden, sen đá rất là đẹp. Shop làm ăn rất là chuyên nghiệp, ship trên cả nước. Riêng cái shop này thì chuyên về sen đá bonsai và cổ thụ nên là các cái anh chị nào mà chơi sen đá chuyên nghiệp thì các bạn có thể vào cái shop này các bạn mua. Còn về phía Sài Gòn thì có rất là nhiều các cái shop sen đá bán ở Sài Gòn. Lớn nhất đó là cái chi nhánh sen đá của chị Tú ấy. Thì mình sen đá Sài Gòn. Đây này các bạn tìm tới cái shop mà nó có từ sen đá Sài Gòn. Nó có cái hình như này. Các bạn đưa chuột vào nó hiển thị lên Khải Văn Shop này. Mình thấy cái shop này có vẻ là lớn nhất ở Sài Gòn. Địa chỉ nhìn là biết là cái shop này rất là chuyên nghiệp này, không những về sen đá mà còn các cái loại cây khác nữa. Thì các bạn nào ở Sài Gòn thì các bạn có thể ghé qua cái shop này các bạn mua. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái shop nữa. Các bạn cứ search sen đá Sài Gòn thì các bạn thích mua ở shop nào thì các bạn mua.
Vừa rồi thì mình có chia sẻ cho các bạn các cái shop sen đá. Mong rằng qua cái bài này thì các bạn sẽ tìm được cho mình một cái nơi mà mua hoa sen đá thích hợp nhất. Ở cái phần sau thì mình sẽ tư vấn về mua sỉ cho các bạn. Mua sỉ thì các bạn mua ở Đà Lạt nhé, đừng có mua ở chỗ khác. Thì cái bài này thì mình xin phép kết thúc tại đây. Các bạn nào còn thắc mắc gì thì cứ để lại câu hỏi nhé.